hồn tôi dường như bóng chim, vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kim chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, với màu áo rêu vỗ về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Em nghĩ là em nên nói đúng không chị hả? Ừ đúng rồi đó cơ. Dạ, em bớt hát lại ha. Bớt hát lại. Dạ. Nhưng ngày hôm nay em phải vỗ tay thật lớn để cảm ơn chị Minh Tuyết với ca khúc Vào Hạ vô cùng tuyệt vời vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chị. Minh Xu tin là với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà mà trong tim của tất cả mọi người yêu âm nhạc á, mỗi lần tới mùa hè chắc chắn chúng ta sẽ nghe bài này đúng không chị? Đúng em. Chị đang ngồi rất là đẹp. Dạ, cho phép em cũng xin được ngồi tại đây được mà. Dạ vâng. Hôm nay thì phải nói một cái không gian của chúng ta đang ngồi tại đây rất đẹp, giống như chị tôi nha. Yeah. Rất là chill và thơ mộng luôn. Cho nên không biết là hôm nay có lý do gì không mà tự nhiên chị lại mời Minh Xu tới đây rồi gặp gỡ tất cả quý vị khán giả của mình nè. Bên cạnh đó cho em hỏi vào vấn đề luôn đi. Ok, mình vô luôn đi em. Thế thì bây giờ là tại sao lại là Nha Trang chị ơi, và tại sao lại là Vào Hạ để mở đầu cho cái series là Chuyện của Tuyết nè? Câu hỏi rất là hay. Yeah. Sự để mà thực hiện một cái series âm nhạc nó bao gồm có rất là nhiều khâu. Và cái khâu cũng khá là quan trọng, đó là cái khâu chọn địa điểm. Yeah. Cho nên á, sau rất là nhiều lần suy tính nhiều địa điểm khác nhau, và cuối cùng là ekip đã chọn địa điểm Nha Trang là địa điểm đầu tiên để Minh Tuyết dừng chân cho cái series âm nhạc Chuyện của Tuyết. Yeah. Thì tại Nha Trang này lại có một cái kỷ niệm thật là tuyệt vời của Minh Tuyết.
Là cách đây 23 năm quý vị, 23 năm Minh Tuyết đã ở Nha Trang cùng với nam ca sĩ Cảnh Hàng, nam ca sĩ Lam Trường và nữ ca sĩ Cẩm Ly, tức là chị Tư của Minh Tuyết á, quay cái bài hát của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, đó là bài hát Vào Hạ. Là ca khúc mở đầu cho series ngày hôm nay luôn. Và ngày hôm nay Minh Tuyết đem cái ký ức đó trở lại đây để bắt đầu cái câu chuyện âm nhạc của Minh Tuyết tại đây. Cái lý do vì sao chị lại quyết định lựa chọn cái series Chuyện của Tuyết để thực hiện trong cái giai đoạn này? Thực sự với chị thì chị nghĩ là bất cứ một người nghệ sĩ nào, một ca sĩ nào, họ đều cũng muốn cho mình có riêng một cái series âm nhạc của bản thân mình. Và nhất là với chị thì cái chặng đường âm nhạc của chị khá là dài, đã hơn 20 năm rồi. Tuy nhiên là mình có rất nhiều chuyện mình muốn kể. Chuyện về cuộc sống nè, chuyện về âm nhạc của mình nè, chuyện về của bản thân mình cũng và của những người thân yêu xung quanh mình. Và không có cái gì mà nó tuyệt vời bằng mình kể những cái câu chuyện đó thông qua âm nhạc. Đồng ý. Đúng không? Dạ. Em cũng là ca sĩ, em sẽ hiểu điều đó như chị. Và chị cũng ấp ủ điều đó rất là lâu rồi. Nhưng mà để thực hiện một cái series âm nhạc không phải là một điều dễ dàng. Dạ. Tức là mình phải có chuẩn bị rất là nhiều khâu, từ âm thanh, từ bài hát, từ hòa âm phối khí, từ quay hình, từ cả một cái ekip rất là nhiều. Sau 2-3 năm trời tìm kiếm và tràn trọc. Và cuối cùng thì Minh Tuyết đã tìm được ekip của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì đã thực hiện được cái series âm nhạc này. Và hy vọng rằng là cái series âm nhạc này sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm về Minh Tuyết, hiểu thêm về âm nhạc của Minh Tuyết và tiếp tục cùng Minh Tuyết đồng hành, song hành với những câu chuyện trong cuộc sống cũng như câu chuyện trong âm nhạc mà chúng ta sẽ lắng nghe. Vâng, chị sẽ lựa một bài hát của một ca sĩ trẻ nhé. Một ca sĩ trẻ nhưng là em viết nhạc rất là hay. Ca nhạc sĩ trẻ đó là ca nhạc sĩ trẻ Vicky Nhung. Đã có một lần chị vô tình chị nghe bài hát này. Trong bài hát đó nó có một cái câu mà khi mà chị nghe xong á là tự nhiên chị fall in love với bài hát liền. Một cái câu nói rất nhẹ nhàng nhưng mà đau thấu tận tim. Đó là cái câu này nè. Em hận em. Sao em không quên anh như cách anh quên được em? Quá hợp lý đi chị ha. Quá hợp lý cho cái bài toán này rồi. Vậy thì đây là ca khúc gì ạ? Và bây giờ xin mời Minh Sù cũng như tất cả quý vị cùng lắng nghe bài hát của ca nhạc sĩ Vicky Nhung được mang tên Anh Đừng Quên. Chọn lối đi không sai đường. Trong cơn say em chỉ nghĩ đến anh, dẫu biết cạnh anh bây giờ đang có ai. Em trách mình thật ngốc vì một trong đã để mất người đàn ông yêu em hơn cuộc sống. Yêu quá yêu đến bây giờ đau quá đau. Em hận em, sao không quên anh như cách anh quên được em? Dặn lòng mình sẽ quên thôi, mình sẽ quên thôi. Cứ sống không anh, em rồi sẽ tốt thôi. Nhưng em sai, khi cơn say lại về với em. Khi trời mưa xuống, liệu người còn nhớ hay quên? Người nhớ hay quên những lúc ta say trong vòng tay trắng đêm. Em xin anh, dù là người lạnh lùng bước đi bên tình yêu mới, anh đừng quên. Thank you.
tập cách bắt đầu đến với người sau cho dù tim vẫn đau. Em trách mình lại sai vì chẳng ai được quyền mãi làm tổn thương đem vương lên người khác. Yêu quá yêu nên bây giờ đau quá đau. Em hận em sao không quên anh như cách anh quên được em. Dặn lòng mình sẽ quên thôi, mình sẽ quên thôi. Cứ sống không anh em rồi sẽ tốt thôi. Nhưng em sai khi cơn say lại về với em. Khi trời mưa xuống liệu người còn nhớ hay quên. Người nhớ hay quên những lúc ta say trong vòng tay trắng đêm. Em xin anh dù là người lạnh lùng bước đi bên tình yêu mới, anh đừng quên. Anh đừng quên. Dặn lòng mình sẽ quên tội, mình sẽ quên tội. Cứ sống không anh em rồi sẽ tốt thôi. Nhưng em sai khi cơn say lại về với em. Khi trời mưa xuống liệu người còn nhớ hay quên. Người nhớ hay quên những lúc ta say trong vòng tay trắng đêm. Em xin anh dù là người lạnh lùng bước đi bên tình yêu mới, anh đừng quên. Em thấy là vừa hiện đại, có gì đó nó rất là trẻ, rất là tươi mới. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn rất là minh tuyết nha. Và cái tình cảm ở đó, cái linh hồn của chị vẫn đặt trong những cái ca khúc riêng của mình. Và ngày hôm nay phải nói là band của Chuyện của Tuyết đã làm cho chúng tôi có một cái cảm giác là à, trong cái cũ nó có cái mới. Mà trong cái mới mà ý định của mọi người làm thì nó lại có những cái mới mẻ hơn nữa. Cảm ơn Minh Sửu rất là nhiều. Và cũng sẵn đây là cho phép Minh Tuyết, là cho Minh Tuyết cảm ơn ban nhạc, cũng như là cảm ơn một người đạo diễn âm nhạc, đó là nhạc sĩ Nguyễn Tùng. Nguyễn Tùng đã cùng với Minh Tuyết thổi vào âm nhạc của Minh Tuyết những làn gió mới, vẫn giữ Minh Tuyết ở đó, nhưng và cho Minh Tuyết khoác lên một chiếc áo mới thật đẹp, thật fashion, thật hiện đại, để mà có thể giúp cho khán thính giả trẻ cũng như là khán thính giả của Minh Tuyết vẫn tìm thấy Minh Tuyết ở đó, nhưng mà vẫn cảm thấy là cái gia vị nó phong phú hơn. Và điều đó khiến cho Minh Tuyết cảm thấy mình thăng hoa nhiều hơn trong âm nhạc nữa. Và chính vì thế là chị dám thử sức mình trong series âm nhạc này với thích rất là nhiều thể loại nhạc. Vậy thì bây giờ móc nối lại từ đầu nè, với cái series này. Hồi nãy chị nói với em là chị đã trải qua rất là nhiều những cái sân khấu với rất là nhiều chất liệu âm nhạc, phong cách hoàn toàn khác nhau. Nãy giờ em chưa nghe có R&B trong đây nha. À, chưa hả? Chưa nghe R&B nha. Bây giờ làm sao phải có một cái tác phẩm R&B nào đó vào đây đúng đi ạ? Đúng rồi. Trong series âm nhạc là tập 1 này của chị thì chỉ có một bài hát của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Cái bài hát này, cái duyên nó đến với chị khá là lâu. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì Minh Tuyết mới thực hiện được bài hát này. Là bởi vì sao? Bởi vì có nhiều khi đôi lúc tất cả mọi thứ mà duyên mà. Duyên và gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Bởi vì khi mà cái bài hát nó quá hay, mình phải cần đặt để nó vào một cái chỗ thích hợp thì nó mới có thể tỏa sáng được. Cho nên chính vì thế ngày hôm nay một lần nữa cho phép chị cảm ơn Đỗ Hiếu đã gieo duyên của chị với bài hát này. Ngày hôm nay Minh Tuyết sẽ xin gửi đến đặc biệt cho em Minh Xu và tất cả quý vị khán thính giả ở đây một bài hát với giai điệu R&B mà Minh Tuyết ít khi nào hát. Bài hát được mang tên
với anh em là ai? Làm ca sĩ không có dễ chị ha. Phải trải qua rất là nhiều sự tập luyện làm sao để mình có được một cái bản sắc riêng. Và cái cuối cùng nữa thì Misu tin là chị như em đã từng trải qua, đó chính là làm sao để có một cái bài hát của riêng mình.
Mà Minh Xù nghĩ rằng là không biết thời điểm bây giờ như thế nào, chứ hồi xưa thì em thấy nó khó, khó để tìm cho mình một cái nhạc sĩ phù hợp với giọng hát của mình, khó làm sao để có một cái bài hát hợp giọng mình mà nó là thành công. Tuy nhiên nói về duyên, về trong âm nhạc nữa, thì dạo gần này không biết là chị có bén duyên với một nhạc sĩ nào đó hay không mà chị Có kết hợp, chứ. chị có thể là lựa chọn cái bài hát đó để giới thiệu đến mọi người nghe bây giờ luôn cũng được. Vâng, đây là một cái duyên gần đây nhất, và cũng chính nhờ cái duyên này mà ngày hôm nay mới có chuyện của Tiết, tức là có Oh. series âm nhạc này. Wow. Cách đây khoảng hơn 1 năm thì Trung tâm Thúy Nga có đưa chị một bài hát được mang tên là Đến Lúc Dừng Lại. Lần đầu tiên chị nghe bài hát đó là chị thích liền, chị nói ủa trời ơi, bài hay quá, mà cái e nó rất là mới, nó không phải là chị từ ngày xưa tới giờ. Chị thích lắm, từ cái lời cho tới cái hòa âm cho tới cái giai điệu, chị thích lắm. Thì khi mà đọc ra thì mới biết cái người nhạc sĩ viết bài hát đó tên là Nguyễn Tùng. Thì thật sự là chị biết Nguyễn Tùng trước đó rồi, nhưng mà thật sự để nói là làm việc Gặp gỡ rồi gặp chưa đúng không chị? gỡ và để làm việc mà sâu vào hơn nữa thì chưa có nhiều. Và bắt đầu khi bắt đầu chị hát bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Tùng thì chị mới bắt đầu gặp gỡ Tùng và làm việc với Tùng. Và người đó chính là ai? Người đó chính là đạo diễn âm nhạc của chuyện của Tuyết ngày hôm nay. Wow. Cái duyên này là duyên lớn luôn á chứ không phải duyên Duyên nhỏ lớn. nữa. Và nói thật, nếu chính vì gặp Tùng và làm việc với Tùng thì chị em hiểu nhau, Tùng hiểu chị, Tùng hiểu âm nhạc chị hiểu Tùng, và Tùng chịu đựng được chị. Cái quan trọng là ở đây đúng không ạ, Tùng chịu phải đựng được chịu được chị, chị. tại chị cũng khá là khó tính. Cho nên ngày hôm nay Tùng biết chị có ấp ủ cái ước mơ là làm một cái series âm nhạc cho mình. Vì thế Nguyễn Tùng, nhạc sĩ Nguyễn Tùng đã đồng ý cùng với chị đồng hành trong cái series âm nhạc Chuyện của Tuyết. Cho nên ngày hôm nay mới có Minh Tuyết ngồi ở đây và hát cho quý vị nghe. Và đặc biệt hơn nữa, ngoài cái bài hát Đến Lúc Dừng Lại mà nhạc sĩ Nguyễn Tùng đã viết dành tặng cho Trung tâm Thúy Nga mà Minh Tuyết đã từng thực hiện, thì ngày hôm nay Nguyễn Tùng đặc biệt dành riêng cho Minh Tuyết tại series âm nhạc Chuyện của Tuyết một bài hát mới hoàn toàn. Một bài hát đúng là Minh Tuyết luôn. Bài hát được mang tên là Tự Mình Xót Thương. Về là thôi đành thức dậy ta, về là thôi mình lỡ duyên nợ. Tình đã phai theo hoàng hôn nơi chốn thiên thu. Đành trách than cho phận mình, trao hết cho một chữ tình. Để đến hôm nay tự ôm nỗi đau biệt ly, lòng nặng mang một kiếp tơ vương, nào ai thấu được nỗi phố thường. Tình đến đã vội vàng đi, để rồi làm chi. Vồn vã nơi con tim này, ôi những vết thương đông đầy. Vùng về tư thân xót thương cho mình, chỉ là những chiếc hôn vội vã, mình hờ hững như người xa lạ. Cứ vô tình rồi chợt bỗng thấy không cần tới nhau. Giờ cố giữ lấy một bóng hình, chỉ làm đau chính trái tim mình. Muộn màng giấc mơ dở dang nay đã vụn vỡ. Tình yêu đã qua đi thật mau, mà không đếm hết bao nỗi
sao vết thương lòng từng ngày cứ nhói lên từng nỗi đau. Tự mình ấp ấp một mối tình chẳng tìm đâu lối ra cho mình, đành lòng quay lưng giấu đi nước mắt. Tuyệt vời. Ủa chị ơi, cái show này là show âm nhạc chứ đâu phải show ảo thuật đâu. Mà mới hát bài xong thì có thêm cái ghế này nữa. Ủa chị tính làm bất ngờ gì cho em nữa vậy? Bây giờ chị hỏi Sù nè, Sù nói với chị là Sù là fan của chị hơn 20 năm đúng không? Yeah. Nếu như vậy thì giờ chị đố Sù nha. Chết rồi, bây giờ làm khó em đố hả? Đố Sù nha, sáng suy nghĩ nha, đừng có nói láo, tôi không phải là fan, chứ bộ nói là fan tôi nha. Chị nhớ ồ về, chị ôi nhớ ồ về. Ok. Cái này 20 năm. Hơn 20 năm chớ? Hơn 20 năm. À, lúc chị mới qua hải ngoại, ca sĩ nào là ca sĩ đầu tiên chị hát chung? Con trai, con trai, con trai. Cứu tôi, cứu tôi.
cho con bật trai, mí luôn con trai. Bật mí là con trai luôn, là giới hạn lại cho em giới bớt rồi đó. Giới hạn lại cho em đó. Thật sự là khó lắm á, tại vì bản thân em nghĩ là chị hát quá nhiều bài hát, chị kết hợp với rất nhiều người. Mà bây giờ hơn hai mấy năm, là từ khi mà chị ở bên Mỹ rồi phải không? Vừa qua Mỹ. Vừa qua Mỹ luôn. Vừa. Vừa qua Mỹ luôn. Em nhớ có một anh, cái anh đó mà hát cái bài đó đó, cái bài gì mà có cái tình ta gì đó đúng không? Tình ta thấm thiết. Tình ta thấm thiết, đúng rồi, em nhớ rồi, đó là anh, đó là anh Johnny Dũng, yes. Đúng không? Là cái ghế này. Đây chính là cái chiếc ghế chị sẽ mời một người ra, em đoán. Đúng y chang đó là nam sĩ Johnny Dũng. Wow, hôm nay được gặp anh Johnny Dũng, xin mời anh. Ủa đâu? Dạ chào anh, trời ơi, có mà sao thương. Dạ mời anh ạ. How you doing? Wow. Anh ngồi đây. Cảm ơn em. Rồi. Anh ơi vẫn phong độ như ngày nào anh ơi. My goodness, em ngồi lên đây. Dạ. Thứ nhất là em phải đứng đây, em phải chào anh, chào chị một cái. Tại vì đây chính là những thần tượng một thời của chúng ta. Em leo lên đi để chị thấy, tự anh chị thấy anh chị chào. Trước tiên thì em xin phép chị Minh Tuyết cùng với ekip của mình cảm ơn anh đã xuất hiện trong một cái phần kết quá đẹp cùng với bọn em ngày hôm nay ở đây trong một khuôn viên Nha Trang. Thì không biết là ngay bây giờ thì cảm xúc của anh như thế nào khi gặp tất cả quý vị khán giả của Minh Tuyết với chuyện của Tuyết ngày hôm nay ạ? Wow. Trước thì cho anh Dũng được xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Cái cảm xúc phải gọi là trên cái chữ bay bổng. Một Minh Tuyết kêu sang ngồi bên cạnh ở đây, ngay tại vùng đất rất là lãng mạn, trữ tình của Nha Trang. Dạ vâng, em nghĩ là cũng phải có lý do vì sao mà chị Minh Tuyết đã gửi một lời mời dành cho anh Johnny Dũng đến với cái series rất là quan trọng của mình và là tập đầu tiên nữa. Chắc là chị Tuyết cũng phải bật mí cho khán giả đúng không ạ? Thực sự là như thế này, thì mình làm lên một cái chương trình thì mình hay ngồi, mình phải họp và mình phải suy nghĩ hàng đêm về từng bài hát một. Mình sẽ chọn bài hát cũ mới như thế nào để mà nó có thể đúng cái câu chuyện âm nhạc của Minh Tuyết và cũng như nó thích hợp với khán giả của mình cũng như là bản thân mình. Thì tự nhiên có một ngày đẹp trời, chị đi travel, đi diễn ở Việt Nam, tự nhiên cái một cái buổi sáng, tự nhiên cảm thấy một cái bài hát nó chợt hiện lên trên đầu của chị, và cái bài nó được mang tên là Cà Phê Một Mình, tức là bài là sáng nay cà phê một mình Sài Gòn chợt mưa chợt mưa. Tự nhiên cái chị giật mình, chị nói ôi trời ơi, sao cái bài này nó hay quá mà lâu rồi sao mình không hát lại. Mình không hát lại. Thì lúc đó chị điện liền cho Tùng, chị nói Tùng ơi, cái bài này hay quá Tùng ơi, mà sao lâu rồi mình không hát lại, hay là kỳ này Tùng hãy khoác cho nó chiếc áo mới cho chị để mà chị có thể hát bài hát này trong cái chương trình Chuyện Với Tuyết tập 1 hay không. Thì Tùng đồng ý ngay. Và lúc đó thì chị lại suy nghĩ, mình đang ngồi, mình uống cà phê, mình nhớ về một người khác. Tự nhiên không biết sao á. Nhớ ảnh? Không, tự nhiên. Ủa, chưa? Cái giọng của ảnh nó văng vẳng trong đầu của chị. Tức là khi mà chị nghe một cái bài hát á, tự nhiên chị nghe một cái âm hưởng nào đó. Thì chị nghe cái giọng anh Dũng. Dạ. Ấm ấm, rền rền. Nó hiện lên giống như là đang hát với song ca với chị. Cái tự nhiên cái chị... Mà chị thì mới vừa gặp anh Dũng cách đây có một vài tháng trước ở trong một cái chương trình tại hải ngoại. Thì chị mới chịu nói, oh my god, không ai khác là anh Dũng. Và cuối cùng là sau khi mà chị bàn với nhạc sĩ Nguyễn Tùng xong, là chị quyết định mời anh Dũng vào tham dự cho cái series âm nhạc đầu tiên, Chuyện của Tuyết. Cùng cái bài hát rất là hay, được mang tên là Cà Phê Một Mình. Bực mí như vậy là cũng đã hé mở được 50% sự hấp dẫn rồi quý vị. Nhưng mà bây giờ là phải dồn nén cái sự mà hấp tấp của chị muốn chia sẻ. Thì em nghĩ là cũng phải cho anh Dũng nói vài điều. Tại vì em tin là khi ngồi với chị ở đây thì cái cảm xúc nó khác với cái lần đầu tiên mà chúng ta vừa nhắc lại với Tình Ta Thấm Thiết là rất là nhiều năm. Đúng rồi. Tại Mỹ nữa. Thì không biết là anh có một cái sự so sánh gì về Minh Tuyết hồi xưa và Minh Tuyết bây giờ, cũng như là cái sự kết hợp lần này. Một Minh Tuyết của hơn 20 năm trước
một cô bé trong đầu óc của Johnny Dũng bây giờ nhìn lại, quay lại trong cuốn phim đó, là một cô bé rất là innocent, ngây thơ vô cùng em. Mất túi tiền. Mất túi tiền. Là hồi xưa bị mất túi tiền là kể với anh Dũng hả? Lái một chiếc xe mà Dũng cứ nghĩ là tội nghiệp cô bé này quá, thương cô bé này quá, lái chiếc xe lên mà chắc chắn là cũng chưa có dành đường anh nữa. Ơi, hôm nay là chuyện của Tuyết á, anh là biết nhiều nhất về em. Yes. Mới qua Mỹ. Sống em như thế nào? Cho anh được bật Mỹ đúng không? Bật Mỹ. Cho quý vị thương, cho Dũng được khui. Tội nghiệp lắm, lúc đó mình thức qua mặc cái quần jeans màu xanh, rồi lúc đó cũng có một chiếc áo khoác, cũng là áo khoác jeans, rồi đi trên chiếc xe. Mà để khi mà đến đậu chiếc xe vào trong cái phòng thâu của nhạc sĩ Đồng Sơn, tại vì lúc đó là cái người anh Đạo là người chủ của trung tâm tình, bảo là Johnny Dũng, anh có một con gà mới tuyệt vời vô cùng, em phải tới để hát với con gà này. Yeah. Thì em phải có mặt ở ngay phòng thâu, đó là hai người thâu chung với nhau thì mình nói chuyện, nhưng mà chưa có biết nhìn mặt. Thì đến phòng thâu của nhạc sĩ Đồng Sơn, thấy chiếc, mình tới sớm thì thấy chiếc xe từ từ đi vô, đằng sau ống bô nó khói đen rất là thương, ngầu mà thương nữa. Em một chị sẽ kể chuyện ống khói đen. Quý vị thấy rằng là một cái sự chân thành rất là dễ thương đi vào đó. Rồi có thế này, em và Tuyết đứng nói chuyện đấy, mà anh Dũng thì rất là friendly, có nghĩa là rất là thân thiện, vô là ôm là lối ôm là rõ hai em vào đây với anh, hai đứa vào hát. Hai bắt đầu anh Dũng cũng không biết là giọng Tuyết hát như thế nào, anh cũng không biết Tuyết hát bài gì. Tại vì anh Dũng như là một đứa Mỹ con, bên đó chị hát nhạc Mỹ này kia nọ. Nhưng mà vào, khi vào trong phòng thâu đó hát thì anh Dũng mới nói là wow, tại sao cái giọng hát này, ở đâu mà anh Đạo tìm được cái giọng hát lôi cuốn như thế này. Cái giọng hát nó so gọi là nghe là đi thẳng vào trong tim chứ không đợi nó len lỏi. Dạ đúng rồi. Giọng hát đi vào tim là giọng hát của Minh Tuyết. Có tình ở trong giọng hát. Thì hai mươi mấy năm nhìn thấy Tuyết trưởng thành, chị mình nhìn thấy Tuyết thành một diva trên đỉnh, nhất là ngay cả hải ngoại, rồi ở Việt Nam. Rồi nhìn thấy Tuyết ngày hôm nay một cái sự tự tin và một cái sự chiếm lấy được một cái không gian, một khoảnh khắc gì đó khi Tuyết hát. Bởi vì Tuyết có cái, Tuyết biết là cái giọng hát của Tuyết và giọng hát của Tuyết đã đưa cho Tuyết đến cái sự tự tin như vậy. Thì anh Dũng cảm thấy anh Dũng rất là hãnh diện và happy là mình được một cái sự may mắn, làm sao để mình được kết nối với cô em gái này ngay từ đầu tiên và đến bây giờ, mà nhất là bây giờ được ngồi tại ngay ở Nha Trang, ở đây. Và hôm nay em rất cảm ơn anh Dũng đã nhận lời của em để đến với chuyện của Tuyết, để đến đây giúp em thăng hoa hơn trong âm nhạc, giúp em đến gần với khán giả của em nhiều hơn và giúp khán giả của em hiểu về em nhiều hơn. Yes. Vậy thì ngày hôm nay thì mong rằng là sự kết hợp mới của hai anh chị trong năm 2023 này trong chuyện của Tuyết cũng sẽ tạo ra được những cái giá trị bùng nổ mới. Hồi nãy chị mới nói với em có 50% thôi là cà phê một mình thôi. Thì bây giờ 50% còn lại nó là cái gì nữa chị? Chính vì mình chỉ luôn luôn muốn làm nó, tất cả mọi thứ nó cũ nhưng mà nó mới. Yeah. Bằng cách là chị không dùng một bài hát cà phê một mình không, mà chị sẽ làm một liên khúc bao gồm có hai bài hát kết nối lại với nhau, đó là bài cà phê một mình và bài có quên được đâu của nhạc sĩ Đức Trí, cà phê một mình của Ngọc Lễ, để làm thành một câu chuyện để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả cái cảm xúc của một đôi tình nhân, một cặp yêu nhau mà mỗi người ở mỗi phương trời luôn luôn hướng về nhau và nhớ về nhau. Yeah, nhưng mà anh cũng phải nói với em là biết bao nhiêu khán giả ở ngoài kia đến giờ này vẫn nói với Trần Dũng là Dũng ơi, vợ em đâu rồi? hồi xưa bao nhiêu người cứ bảo là vợ chồng Minh Tuyết Trần Dũng. Cái duyên của em với anh chưa có tận nhé. Chưa. Còn và có một cái này chị bật mí cho Xuân nghe là chị cũng mới biết đây, cũng vô tình thôi, là đúng là cái duyên. Nha Trang chính là quê hương của anh Johnny Dũng. Dạ, anh Johnny Dũng là người Nha Trang. Người Nha Trang. Mà chị cũng mới biết đây thôi. Đó. Luôn. Mà không có ngờ là khi mà nhận lời của Tuyết để anh em về để chia sẻ với nhau trên cái dòng nhạc như vậy và quay hình, không có tưởng tượng là hai anh em sẽ quay ngay tại Nha Trang. Khi tôi nói Nha Trang, anh bỡ ngỡ vô cùng. Anh bảo wow, my gosh. Vậy anh hỏi anh người bạn đi theo với anh, anh bảo anh Long ơi, thật sự là cái này đang xảy ra là anh Long ấy. Đúng đó, Dũng ơi, cái là một cái duyên gì đó. Cho nên anh lại càng thương vợ anh nhiều hơn. Xin lỗi Kiệt nhé. Không nào, nếu em cảm ơn anh Dũng rất là nhiều.
Hôm nay em thấy rất là vui vì anh em mình đã đi được một nửa chặng đường. Yes. Và một nửa chặng đường cho đến ngày hôm nay anh em mình mỗi người đều có những cái lĩnh vực riêng của mình và thành công riêng của mình. Và anh Dũng cũng thế, em cũng rất là mừng cho anh bởi vì anh là bây giờ là một người businessman rất là thành công trong trong lĩnh vực của anh. Thực sự phải nói là cái từ duyên là em và chị Minh Tuyết cũng đã nhắc đi nhắc lại từ đầu chương trình tập 1 này cho tới bây giờ luôn, vẫn được nhắc tới từ duyên. Thế thì đã nhân duyên với nhau ở đây rồi thì hy vọng rằng tất cả quý vị cũng sẽ đón nhận cái món quà đặc biệt ngày hôm nay với một cái liên khúc mà hai nhân vật đặc biệt này của chúng tôi sẽ trình bày ngay sau đây. Đó chính là Cà Phê Một Mình cùng với Cố Quên Được Đâu. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau lắng nghe. Thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhiều.
được đâu đến một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Trách nhau có được đâu, đêm một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu, đêm một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu, đến một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau, nhưng ta vẫn luôn. Thì Minh Tuyết, Johnny Dũng và Minh Dù xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào tập thứ 2 của Chuyện của Tuyết. Xin chào.